Gỗ cẩm lai là gì? Có mấy loại? Xuất xứ và tác dụng ra sao? Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác. Trong video ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời các bác cùng tìm hiểu về gỗ cẩm lai, một loại gỗ rất quý và giá trị. Nếu các bác đang quan tâm về nội thất cũng như là các loại gỗ thì hãy bấm đăng ký và theo dõi kênh để nhận những video kiến thức mới nhất từ kênh. Gỗ cẩm có bao nhiêu loại? Nói sơ lược về gỗ cẩm thì đây là một loại gỗ có rất đông họ hàng như là gỗ cẩm chỉ, gỗ cẩm thị, cẩm nghệ, cẩm vân, rất nhiều loại gỗ khác nhau và phân bố rộng rãi ở các vùng miền, tùy vào miền mà cái tên gỗ cẩm được người dân gọi theo những đặc trưng nổi bật của từng loại cẩm để dễ phân biệt. Đã là gỗ cẩm thì bất cứ loại nào đều có những đặc tính như là chất gỗ cứng và chắc. Toàn thân gỗ thì đều có những đường vân nhỏ mảnh chạy khắp, là gỗ tốt, ít bị mối mọt hay nứt nẻ. Điểm nữa là loại gỗ này thường có mùi như cây tre, ngâm nước lâu ngày có mùi thum thủm. Đó là đặc điểm chung của gỗ cẩm. Nhưng còn tùy thuộc vào từng loại gỗ cẩm thì sẽ có thêm những đặc tính riêng của loại gỗ đó, và chỉ những đặc điểm riêng đó quyết định đến sự khác biệt riêng và giá trị của từng loại gỗ cẩm. Hiện nay thì trên thị trường thì gỗ cẩm có giá cao nhất là gỗ cẩm thị, rồi tới cẩm lai, còn các loại gỗ cẩm khác thì tùy từng theo nhà cung cấp và tùy thời điểm mà là có giá khác nhau. Gỗ cẩm thị có đường vân rất to và rõ nét, đẹp, độ tương phản và màu của gỗ cũng khá rõ ràng. Điều này làm cho loại gỗ này được ưa chuộng hơn cẩm lai trên thị trường, vì khi ra thành phẩm thì vân gỗ rất nổi và đẹp mắt. Nhưng nếu không để ý kỹ thì rất dễ nhầm lẫn với các loại gỗ khác cũng có đặc điểm như nó. Chất lượng của giá cả của gỗ cẩm thị thì đôi khi cũng dao động tùy theo vùng đất nó sinh trưởng. Gỗ cẩm thị thì phân bố chủ yếu ở khu vực Tây Nguyên, Khánh Hòa, vùng đất cằn cỗi thì gỗ cẩm cho chất lượng càng đẹp. Phan Giang là địa danh đặc hữu có những sản phẩm cẩm thị được đánh giá là đẹp nhất. Muôn Hoa và cẩm thị thì là anh em song sinh. Chúng tương đối giống nhau về hình thức, chỉ khác đôi chút về độ sẫm nhạt của màu gỗ. Về giá cả thì có thời gian thì gỗ cẩm thị đắt hơn muôn hoa chút, nhưng thời điểm này thì cẩm thị đang dần bị lép vế. Miền Bắc thì là thị trường tiêu thụ gỗ lớn nhất cả nước. Với khí hậu gió mùa hanh khô, độ ổn định của cẩm thị thì kém muôn rất nhiều nên là dễ nứt vỡ, co ngót rất lớn. Cũng bởi vậy thì vài năm gần đây thì cẩm thị đang bị thất sủng. Gỗ cẩm chỉ thì gỗ cẩm chỉ là một trong những loại gỗ có vân rất đẹp. Đúng với tên gọi của nó thì gỗ cẩm chỉ có những đường vân chỉ nhỏ chạy dọc theo thân cây, nên người dân gắn cho nó là cái tên cẩm chỉ. Gỗ cẩm chỉ ngoài những đặc điểm chung của gỗ cẩm ra thì loại này nổi bật lên với các đường vân khá mảnh và nhỏ chạy khắp thân gỗ, mặt gỗ. Với tôm gỗ mịn, vân gỗ dày và không có quy luật, nên hầu hết các sản phẩm được làm từ gỗ cẩm chỉ thường rất đa dạng, phong phú và đẹp mắt. Trên thị trường gỗ hiện nay thì giá thành của gỗ cẩm chỉ thuộc mức trung bình, nên gỗ cẩm chỉ được sử dụng rất nhiều trong sản xuất nội thất gia đình. Các sản phẩm từ gỗ cẩm chỉ rất phù hợp với các gia đình có điều kiện kinh tế vừa phải nhưng nhu cầu sử dụng đồ gỗ cao, thì việc lựa chọn gỗ cẩm chỉ không phải là một lựa chọn tồi. Gỗ cẩm nghệ thì cũng như tên gọi của nó, nên là gỗ có màu vàng như nghệ. Loại gỗ này thì có tên gọi khác là gỗ cẩm vàng bởi màu sắc của nó, nên được người dân đặt tên để dễ phân biệt với các loại gỗ khác. Gỗ cẩm nghệ thuộc họ với các dòng gỗ cẩm khác, nên là đặc tính là chất gỗ cứng và chắc, ít mối mọt và có giá trị kinh tế cao. Gỗ cẩm sừng hay tên gọi khác là gỗ cẩm thối. Tại sao trong các loại gỗ thì thường kèm theo là sừng hay nghệ? Mục đích chính của việc gọi để nhận biết các loại gỗ dựa vào sừng và nghệ. Vì nói đến thì ai cũng hiểu được về màu sắc của nó, nên vì đó gỗ cũng được gọi ghép thêm với những loại này để dễ phân biệt. Gỗ cẩm có màu đen thì thường được gọi là gỗ cẩm sừng, cũng tương tự với những gỗ như môn sừng, hương sừng. Gỗ cẩm sừng thì có màu đen sẫm như sừng. Gỗ này có mùi thum thủm và mùi rất khác biệt với những loại gỗ khác, nên còn được người dân gọi với cái tên là cẩm thối. Về công dụng của gỗ cẩm thì tùy theo nhu cầu sử dụng của mỗi người và phù hợp với đặc tính của loại gỗ cẩm mà có những sản phẩm khác nhau. Bởi sự quý hiếm của gỗ cẩm thì thường được sử dụng làm đồ gỗ trang trí, nội thất mỹ nghệ cao cấp. Giá thành của gỗ cẩm lai. Hiện nay thì trên thị trường gỗ thường được bán theo kiểu gỗ tròn, gỗ hộp hay gỗ sẻ, tùy theo đường kính và kiểu thì sẽ có những giá khác nhau. Giá bình quân một khối gỗ cẩm hiện nay thì vào khoảng 45 đến 60 triệu đồng một khối. Qua những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ với các bác thì có lẽ đã thêm phần nào hiểu biết về gỗ cẩm. Để mọi người muốn nhận thêm nhiều kiến thức về gỗ tự nhiên thì các bác hãy bấm đăng ký kênh để nhận những video mới nhất của chúng tôi và hoàn toàn miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác.